Alo, xin chào các bạn. Hôm nay là mình đang thử thử một cái component là Galapagos. Trong GitHub thì chức năng của cái component này nó sẽ thử tất cả các phương án do mình liệt kê ra đó. Nghĩa là ví dụ ở đây là mình đang giả sử có một khối nhà 3 tầng thì giờ làm sao chọn góc xoay cho cái mặt đồ xây dựng của nó là nhỏ nhất hoặc là tương đối nhỏ so với các phương án, vì chưa chắc cái nhỏ nhất nó đáp ứng được về thẩm mỹ, nhưng mà về tương đối thì con số nhỏ nhất hay là gần nhỏ nhất là được chấp nhận. Thì ở đây mình đang thử cho nó chạy, đây là có 100 phương án này đó. Thì cái size này hiện giờ nó đang chưa có tính về mặt logic, nó chỉ xây một cách tự do, nhưng mà ví dụ như sau này nó phải xây quanh thang hay là xây quanh những cái công năng cố định thì đó là cái ý đồ. Còn ở đây mình mới vừa thử thử nghiệm nữa. Thì ban đầu trước hết thì mình vẽ ba ba khối một cách tự do. Sau đó mình lấy hình chiếu của ba khối này xuống xuống mặt đất đó. Để lấy được diện tích xây dựng, xong chia cho cái diện tích lô đất này để ra được cái mặt đồ xây dựng ở đây. Ăn cái này đi, đây là con số này, diện tích xây dựng này, con số mặt đồ, đây là con số diện tích khu đất này, đây là con số mặt đồ. Thì hai cái này nó sẽ thay đổi khi mà mình xây hình, thì nó sẽ thay đổi, nghĩa là những phương án khác nhau thì cái số này nó sẽ khác. Đây là cái cũ, cái này xây dựng, mặt đồ, ở đây là diện tích khu đất. Đó, thì mình thay đổi phương án thì cái diện tích xây dựng nó sẽ khác, nên mặt đồ nó sẽ khác. Và ở đây nó đang được xếp theo thứ tự là tăng dần, từ nhỏ nhất là 51,2 này, 214 này. Còn lớn nhất là khoảng 58. Thiệt ra là nó có tới 3.202 phương án này, nhưng mà mình chia cho 100 cho nên là mình chỉ thấy những cái mốc mà tới 100 thôi, những mốc mà khoảng 32 nè, là mình chia thành 100 khoảng, thì mình có 100 bước, mỗi bước khoảng 32.
Thì nó bớt thêm số lượng chạy, nếu mà chạy đủ chạy tới 3.200 nó sẽ nhích 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 nhích. Ở đây mình đặt và cái x1, x2, x3 đây là cái góc quay của cái ba khối này. Hiện tại nó đang không nối này vì nó đang tròn tự động thì trong cái nguồn mà từ lúc nãy mình chạy đây, đây là số biểu thị cái sự thay đổi của xi theo từng cặp, mà từng cặp đó nó sẽ tạo thành giá trị của cái diện tích xây dựng, nó sẽ thêm biểu đồ là tăng dần, để xếp tăng dần. Cho nên là khi mình thay đổi cái này thì cái mặt độ này nó sẽ tăng dần, nhưng mà ba cái góc XYZ nó sẽ nhảy tùm lum. Đó, thì chỉ cần như vậy là cũng có được 100 phương án với số liệu đầy đủ để so sánh. Ok.